Rồi chào anh em. Cặp loa Mercedes lên phun thùng quá đẹp, lắp từ trong ra kết hợp với đôi chép mẹt cho bác nữa. Em test cho bác một bài. Dòng máu này còn chảy trong tim, ân tình này chưa phai theo kỷ niệm. Hơi thở này còn thì nước mắt tiếng hát thanh tuyền còn mãi trong tim. Giải này mà nghe nhạc mộc của đi 75 này nghe quá hay luôn. CD V6 thì vẫn là nhất rồi. Anh em thấy hay thì xin anh em một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh ở nút đỏ bên góc phải anh em nhé. Đợt này YouTube nó quản lý chặt, cho nên em cũng dính nhiều bản quyền quá, cho nên bị đánh gậy. Em mong anh em ủng hộ chia sẻ giúp em để tăng cái sự tương tác lên anh em nhé. Ok, xin cảm ơn.